Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ quay bán lô đất thuộc xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Tổng diện tích lô đất là khoảng hơn 1,5 sào, có 40 thổ cư nha. Bên của nó bắt đầu từ đây nè, từ cái cọc bê tông này nè. Độ dài ra phía bên này là tầm khoảng 37 m mặt tiền đường nhựa nha. Đường thông, xe hơi đi thoải mái. Hiện tại trên đất mình có trồng ít tiêu, xoài, mít, điều, đây người ta đang làm chậu bông như vậy. Thân của nó tới cái cọc sắt, cọc bọc bê tông này là hết nè. Đó là khoảng 37 m mặt tiền đường nhựa nha. Cạnh này dài vô tầm khoảng 67 m nè, còn cạnh phía bên kia dài vô tầm khoảng 50 m nha. Đất của mình là bị tấp hậu phía sau, còn là khoảng 22 m nha. Lô đất của mình là quay mặt về hướng Tây Bắc nha mọi người. Đây là trục đường chính Mỹ Xuân Nghệ Giao cũ nha. Từ lúc đất của mình mà cách trục đường chính Mỹ Xuân Nghệ Giao cũ là tầm khoảng 300 m nha. Cái hướng bên này á là đi ra chợ Láng Lớn nè, ra đường Láng Lớn Sa Bang nha. Còn cái hướng bên này đi ra đường Mỹ Xuân Nghệ Giao Hòa Bình nha. Còn đây là được có đường nhựa đi qua đất của mình nè. Ở đây là có đường điện nhà nước rồi, có nước máy luôn rồi nha mọi người. Ở khu ngoài này dân cư ở rất là đông nha. Tổng diện tích lô đất của mình là khoảng hơn 1,5 sào, có 40 thổ cư nha. Lô đất là thích hợp cho những ai làm nhà vườn nghỉ dưỡng thì quá ok luôn nha.